Xin chào anh em, mình lại trở lại đây. Sau những giờ học tập làm việc căng thẳng thì những tựa game mobile sẽ giúp chúng ta xả stress cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên chơi mãi một tựa game nào đó thì cũng chán và cần đổi gió trải nghiệm của mình. Có thể chỉ đơn giản là chơi một vài tiếng rồi xóa game, nhưng trải nghiệm những điều mới mẻ là nhu cầu bình thường của bất cứ game thủ nào. Vì vậy video này mình sẽ mang đến những game mobile vừa mới lên kệ, sẵn sàng cho bạn chơi miễn phí trên cả Android và iOS. List game sau đây sẽ tổng hợp nhiều thể loại khác nhau, không cụ thể là dòng game nào cả, nhưng điểm chung là được đánh giá rất cao từ cộng đồng. Hy vọng sẽ giúp bạn xua tan áp lực ngày dài và sẵn sàng cho những điều khó khăn tiếp theo. Vì thế không dông dài làm mất thời gian của bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ lập tức gọi tên tựa game đầu tiên nhé. Bitlist. Tựa game này biết đến thông qua nền tảng Bilibili, là một game nhập vai hành động với đồ họa hoành tráng, mang đến một loạt mỹ nhân khắc họa vô cùng chi tiết. Về mặt lối chơi của nó, chủ yếu là phong cách chặt chém và xả combo, với giao diện như là game nhập vai thông thường. Tuy nhiên khác biệt lớn nhất chính là nhịp độ trận đánh đẩy lên khá cao, đòi hỏi phản xạ nhạy bén từ game thủ và hoàn toàn không có auto, giống như game nhập vai trên thị trường hiện nay. Và không chỉ sở hữu đồ họa và lối chơi đã tay, game còn đem tới khả năng đa dạng đội hình và tùy biến với hàng loạt AI và từng loại vũ khí khác nhau. Bạn phải làm nhiệm vụ vượt qua phó bản, chiến đấu với những con boss khác nhau và từng bước mở khóa thêm nhiều nội dung mới mẻ hơn. Và kỳ thực mặc dù không có quá nhiều đột biến, nhưng chính lối chơi thuần cày cuốc và giải trí như vậy lại được game thủ ưa chuộng và tìm đến rất nhiều. Bokeh Incoming. Sử dụng tạo hình và cốt truyện đến từ thương hiệu Pokemon, vì thế dạng nhân vật trong game chắc chắn phải là những Pokemon dễ thương, bao gồm nhiều chủng loại khác nhau cho bạn sưu tầm, đi kèm khả năng nâng cấp và mở khóa giới hạn mới. Bên cạnh đó, game áp dụng kiểu chơi nhập vai đánh theo lượt, với công việc là bố trí đội hình sao cho hợp lý, nhằm vượt qua những màn chơi và boss khó nhằn. Vì thế với hơn 100 quái thú để bạn phát triển, sẽ có nhiều hình thức tiến hóa Pokemon khác nhau, và mỗi kiểu lại chia ra thành nhiều nhánh nhỏ, góp phần tạo nên sự đa dạng cho hệ thống nhân vật. Ngoài ra, game còn mang đến những tính năng thú vị như là vượt ngục hàng ngày, ngục tối mảnh vỡ và nhiều nhiệm vụ chính tuyến đang chờ người chơi khám phá. Và tuy đồ họa trong game chỉ là 2D, nhưng lại được chăm chút kỹ lưỡng ở dàn hiệu ứng kỹ năng, mang đến trận đấu sôi động không kém phần đã mắt. Steam Era. Với tạo hình nhân vật đáng yêu, đi kèm phong cách manga anime và kiểu chơi chạy vô tận trên nền tảng di động, thì mặc dù mới được công bố thời gian gần đây, nhưng game đã nhanh chóng mang về nhiều phản hồi tích cực. Và điểm nhấn đầu tiên phải kể tới là nền tảng đồ họa dễ thương theo kiểu Nhật Bản. Tại đây bạn sẽ sưu tầm dàn nhân vật toàn là những cô nàng xinh đẹp, sở hữu những kỹ năng không trùng lập và sức mạnh vô biên để bạn có thể kiểm soát được họ. Lối chơi trong game thì vô cùng đơn giản, là điều khiển những cô nàng vừa chạy vừa chiến đấu, đồng thời sử dụng kỹ năng đặc biệt đi kèm sẽ giúp bạn càng quét những màn chơi trong game dễ hơn. Và ngoài việc thuần thục thao tác điều khiển nhân vật thì người chơi còn phải biết bố trí đội hình là những cô nàng xinh đẹp sao cho hợp lý, và mỗi người sẽ có những thế mạnh khác nhau, đồng thời tùy tình huống sẽ phát huy khả năng của mình. Mega Man X Die. Nếu như Rambo, Metal Slug và Devil May Cry lần lượt nối đuôi nhau đặt chân lên tảng di động, thì Rockman cũng xác nhận bước vào cuộc chơi này thông qua một tựa game nhập vai với dạng nhân vật đa dạng và một loạt vũ khí xịn sò để kèm phần chơi co-op. Từ đây game thủ và bạn bè có thể cùng nhau làm nhiệm vụ cốt truyện, tu luyện cũng như nâng cấp trang bị, và còn được săn boss với những hoạt động bên lề hấp dẫn.
Vì thế Kim kế thừa những gì mà thương hiệu Rockman để lại, bao gồm toàn bộ nhân vật hay là hệ thống màn chơi và cốt truyện từ story gốc. Nhưng điểm cải tiến lần này là hệ thống auto lock để người chơi có thể nhắm kẻ thù dễ hơn với hệ thống phím ảo quen thuộc của dòng game nhập vai. Tuy vậy khả năng di chuyển của bạn sẽ bị hạn chế với những pha bật tường hay lướt gió nhằm khám phá những khu vực bí mật nằm rải rác trong bản đồ. Thì nay điều này không thể làm được, đồng thời cần cây cú khá nhiều trong những màn chơi. Street Ball All-Star Showdown tiếp tục là một game bóng rổ nhiều người chơi thú vị với nhịp độ nhanh phát hành cho cả Android và iOS. Game nổi bật với chế độ trận đấu 3v3 cùng bạn bè và người chơi từ khắp nơi trên thế giới nhằm đưa bóng vào rổ. Bạn có thể sử dụng phím chức năng để dẫn bóng hay là vượt bóng, tân bóng và ném bóng vào rổ, giống như vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp ngoài đời. Hơn nữa còn được mời bạn bè của mình tham gia những cuộc đấu để giành điểm số cao nhất. Bạn không chỉ điều khiển với một nhân vật mà có thể thay đổi qua lại dàn cầu thủ trong sân. Mỗi kiểu nhân vật lại mang đến thế mạnh và thiết kế trang phục riêng. Mỗi người sẽ chuyên một vị trí khác nhau, bao gồm từ hậu vệ dẫn bóng hay là trung tâm, tiền phong chính, hậu vệ ghi điểm. Bạn cần sử dụng khôn ngoan để dẫn bóng vào rổ và sau khi kết thúc trận đấu có thể mở khóa hay là nâng cấp nhân vật mình có với nhiều tùy chọn thay đổi từ ngoại hình cho đến kỹ năng. Crash Royale 3. Crash Royale là dòng game đua xe ấn tượng với cộng đồng hơn 10 năm nay. Vì thế với thông tin của Crash Royale 3 ra mắt trên nền tảng PC, console và mobile là thông tin mà rất nhiều người mong đợi. Vì thế không giống những game đua xe chủ yếu trải nghiệm tốc độ từng ra mắt trước đây, mà tựa game này cho bạn thoải mái thể hiện cá tính và sự điên loạn của mình giữa thế giới mở sinh động với phong cách đua xe phóng khoáng. Crash Royale 3 đem tới một giao diện hoàn toàn mới với hệ thống đua xe độ xe độc đáo, đồng thời được cải tiến nhiều hơn. Qua đó game thủ sẽ có thêm kiến thức về khí động học hay là cơ khí phục vụ việc nâng cấp xe, giúp xe của bạn đủ khỏe để thực hiện những pha nhào lộn trên không. Vì thế mặc dù phong cách đua xe không mới, nhưng chính cảm giác ngồi chung với nhóm bạn, thưởng thức những pha đua xe bắn súng huyền thoại mới chính là gia vị mà game thủ luôn thèm muốn. Need a Killer. Hiện tại nền tảng di động đã xuất hiện rất nhiều tựa game phong cách ma sói khác nhau và Need a Killer cũng là một trong số đó, mang đến lối chơi lừa dối tiêu chuẩn của Among Us nhưng lại áp dụng đồ họa như là Cuphead. Tại đây một nhóm người sẽ cùng nhau tham gia điều tra vụ án thông qua việc hoàn thành những nhiệm vụ rải rác trong bản đồ. Những tình tiết manh mối quan trọng sẽ dần lộ ra, dẫn dắt người chơi tới câu trả lời cuối cùng và len lỏi giữa những thành viên chính là tên sát nhân với nhiệm vụ ngăn cản mọi người phá án. Và việc phát hiện và chỉ điểm những ác nhân luôn khiến người chơi phải căng não, bởi mọi sự tin tưởng đều trở nên vô dụng. Những tác nhiệm vụ ngẫu nhiên xuất hiện, buộc người chơi phải nhanh chóng giải quyết. Tất nhiên sẽ có những đồng phạm của kẻ giết người bí ẩn lén lút cùng tham gia vào quá trình điều tra vụ án. Vì vậy hãy tỉnh táo và thận trọng trong từng hành động dù là nhỏ nhất của mình. Ninja Grip là tựa game sở hữu nét đồ họa 3D siêu thực, sẽ mang đến một trải nghiệm trở thành ninja Nhật Bản và hoàn thành nhiệm vụ của hội kính giao cho. Người chơi sẽ nhập vai một sát thủ hội kính với kỹ năng ám sát cực kỳ cao và thực hiện dàn nhiệm vụ bất khả thi trong game. Và bên cạnh chế độ chơi theo cốt truyện cho bạn tìm hiểu nội dung của nó, thì game còn mang đến một đấu trường online trực tuyến cho bạn thi tài thiện xạ với những người chơi khác. Bạn phải ẩn thân và giấu đi danh tính, bí mật tiêu diệt những game thủ khác trong màn chơi. Ngoài ra còn được sử dụng phi tiêu hay song tiễn cung
nhằm tạo đột phá bất ngờ trong cuộc đấu. Hơn nữa, Kim còn sử dụng đồ họa 3D mượt mà, đi kèm thiết kế nhân vật cũng như vũ khí vô cùng chi tiết. Âm thanh của game cũng nổi bật trên định dạng 8D, và tất cả điều đó góp phần mang lại trải nghiệm vô cùng chân thật. Buzz Must Die. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với một game giả đi cảnh bắn súng với gameplay hoài cổ và nền đồ họa pixel đơn giản. Và thay vì điều khiển cụ thể một nhân vật nào đó, thì bạn sẽ lái một chiếc xe tăng vũ trang tận răng, vượt qua những hầm ngục tăm tối và chiến đấu với nhiều dạng kẻ thù khác nhau. Vì thế, với những ai muốn hoài cổ, thì đây là sản phẩm tuyệt vời cho bạn thực hiện điều đó. Game chỉ đơn giản yêu cầu game thủ di chuyển khéo léo, thu thập đạn dược và kỹ năng mới cho màn chơi. Và cuối con đường là những boss chùm to lớn chấn giữ, cho bạn thỏa sức bắn phá và chiêm ngưỡng những màn hành động cực chất. Ngoài ra, game cũng mang đến là một dàn tính năng của game nhập vai quen thuộc, với một loạt xe tăng vũ khí mới và khả năng nâng cấp cũng như mở khóa giới hạn của xe tăng. Từng bước bạn sẽ được tham gia nhiều nội dung thú vị và tìm hiểu bí mật chấn động toàn vũ trụ trong game. Và đấy là những game mobile miễn phí mà mình mới vừa cập nhật cho bạn thời gian gần đây. Hy vọng sẽ là những lựa chọn đáng giá để bạn và mọi người giải trí trong thời gian này. Và như mọi khi, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả và bạn chỉ cần nhấp vào chúng để tải về. Tiếp theo, nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, vừa mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Sau cùng, xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.